cái độ cắn chìa nó bao nhiêu, vì nhìn cái độ cắn chìa nó quá lớn như thế thì khi mà đem hàng ra một thì cũng rất khó, thì trong trường hợp giới hạn như nào để có thể dùng được cái này. When you get a patient that has an overjet more than 10 millimeters, not always, but sometimes, yes, the myobrace is very difficult to stay in because the patient just can't physically bring their jaw forward to class one. So there's a few options there. What we do is, number one, you try to just do some lip exercises with the lip trainer. So don't see the patient every day. You give them the lip trainer exercises, get them to try and deactivate that lip trap. We usually have a lip trap. So try and get them to improve their lip seal a little bit. And if you don't see the overjet improve just from that, the one of the other things you can do as a second preference is you can use a functional appliance, like a fixed functional appliance or a twin block removable. And you can try to reduce the overjet from say 12 millimeters to say 8 or 7 millimeters. As soon as the overjet is improved enough to be able to fit a myobrace in, take the functional appliance out, put the myobrace in. So there's two options. Number one, work on the lip trap, then try see if the overjet improves. Number two, if that doesn't work, then use a functional appliance, reduce the overjet to say 7-8 millimeters, and then try again with the myobrace. Để trả lời cái phần câu hỏi này, chúng ta có những trường hợp là khi mà cái phần độ cắn chìa nó quá lớn, ví dụ là nó trên 10mm, 12mm chẳng hạn, và bệnh nhân sẽ không thể nào đáp ứng được về cái việc là vị trí là đưa cái phần hàm dưới ở phần lại 1, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có những cái bệnh nhân nặng như vậy. Thì giải quyết ở đây là như thế nào? Chúng ta có những cái lựa chọn sau. Thứ nhất là chúng ta khi mà những cái bệnh nhân mà có cắn chìa lớn như thế thì chúng thường cái phần môi dưới của bệnh nhân sẽ bị giống như kiểu nó bị trap, tức là bị cuốn kẹp vào phần giữa phần răng trên với răng dưới như thế này, và cái phần cơ đấy nó lại càng làm cho cái phần răng cửa nó tụt ra phía sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần bài tập, tức là chúng ta chưa đeo khí cụ bộ, chúng ta sẽ có những phần bài tập môi để giải phóng cái phần cơ cho phần môi dưới này để nó không bị trap, không bị kẹt vào nữa, và để chúng ta xem là cái độ cắn chìa nó có được cải thiện với những cái phần bài tập đấy không. Bài tập có thể chúng ta không phải gặp bệnh nhân hàng ngày, chúng ta phải gặp bệnh nhân trong tuần chẳng hạn để luyện tập. Nếu như mà tập môi nó không cải thiện cái độ cắn chìa thì chúng ta lúc đấy buộc phải dùng, bởi vì ca đấy là ca phức tạp rồi, thì chúng ta sẽ dùng những cái khí cụ chỉnh nha khác, ví dụ những cái phần hàm có chức năng có thể cố định hoặc là tháo lắp giống như hàm triple lock chẳng hạn, để chúng ta đẩy bớt một phần hàm dưới ra trước để chúng ta giảm được cắn chìa. Ví dụ thay vì từ 12mm chúng ta giảm xuống còn 7-8mm chẳng hạn, thì khi mà bệnh nhân quen được cái vị trí mới đấy thì bệnh nhân có thể chấp nhận đeo một cái hàm K1 đó, thì chúng ta sẽ xử lý như vậy.